Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cấu trúc bus ở trong cái mục cấu trúc mạng topology của môn hệ thống thông tin công nghiệp. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc bus của nó là như thế nào. Thì về đầu tiên là chúng ta khi mà nói đến bus thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến cái hình ảnh của những cái xe buýt, đúng không? Chúng ta hãy cùng quan sát ở đây. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ thấy là ở mỗi cái tuyến xe buýt thì nó sẽ có rất là nhiều trạm, nhưng tất cả các cái trạm này thì nó đều chỉ có một cái tuyến đường duy nhất. Ví dụ như đây, lộ trình chính này chẳng hạn của một cái tuyến đường đi trên Hà Nội, đúng không? Vậy thì chúng ta cần rút được ra cái đặc điểm cơ bản của bus là gì? Thì mình rút được ra, đấy là cái đặc điểm cơ bản của bus là nó có một đường dẫn chung duy nhất cho tất cả các trạm. Thì sau khi biết được cái này thì chúng ta sẽ cùng phân tích vào cái, sẽ có ba cái kiểu ở trong cái cấu trúc bus, đúng không? Kiểu thứ nhất là đai, đai cái này mình viết thiếu một chữ y nhé, đai si chen. Kiểu thứ hai là trunk line, drop line, và kiểu thứ ba là kiểu mạch vòng không tích cực. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc của ba cái kiểu này ở đây. Thì đối với cái kiểu đai si chen này, đai si chen này thì mỗi trạm nối mạng trực tiếp tại cái giao điểm của đoạn dây, đúng không? Còn tiếp tục chúng ta xem cái kiểu trăm line thì nó cách đấu nối nó như thế nào. Trăm line thì mỗi trạm được nối với trăm line này, tức là cái đường trục chính ấy, qua một drop line đường nhánh, tức là đây là cái trục đường chính, và cứ đến mỗi cái trạm thì nó sẽ có một cái drop line, tức là cái đường chia nhánh ra để mà vào cái trạm. Còn và kiểu cuối cùng thì nó sẽ là cái kiểu vòng kín, đúng không? Thì nguyên lý hoạt động của nó giống với trăm line và drop line, thì nó cũng nằm trên một cái đường trục chính và nó chia ra những cái đường đi ra trạm, nhưng mà điểm khác biệt là cái này nó vòng nó khép kín, thế thôi. Thì cái quy trình vận hành của cái trạm này thì là mỗi trạm sẽ được gắn một cái địa chỉ duy nhất nhất định này. Tất cả các trạm đều có khả năng phát và luôn luôn nhận, và luôn luôn ở trong cái trạng thái nhận gửi cái địa chỉ, xem có cái nào nó gửi địa chỉ vào mình hay không. Thì tại một thời điểm thì chỉ nên hoặc là bắt buộc là chỉ có một cái trạm nó phát thôi. Còn nếu mà hai trạm mà phát cùng lúc trở lên thì cái đường dẫn nó dẫn đến cái hiện tượng là nó bị nhiễu loạn, hay còn gọi một cái nữa đấy chính là xung đột tín hiệu. Vậy nên là trong một thời điểm nhất định này chỉ có một cái phát, một cái trạm nó phát tín hiệu, còn lại tất cả các trạm còn lại sẽ đều ở trong cái trạng thái là nhận tín hiệu để xem có cái tín hiệu nào gửi đến cái địa chỉ của mình hay không. Thì có một cái hình dung rất là hay, đấy là ở Mỹ thì sẽ có những cái ngôi nhà và có những người đưa báo vào buổi sáng ấy. Thì ví dụ như bạn chờ ở đây, hôm nay có một cái số báo thì sẽ có một cậu bé đi trên cái đường trục chính này, sau đó đi đứng trước cửa nhà bạn và vất cái báo vào đây, thì tức là cái quá trình bạn nhận thông tin. Còn nếu mà bạn muốn truyền thông tin đi, đúng không, ví dụ sang nhà này chẳng hạn các kiểu, thì các bạn có thể là viết thư hay gì đấy, hoặc là sử dụng cái đường trục chính này. Thì đây là một số những cái miêu tả trong thực tế để chúng ta có thể hình dung ra rõ hơn một tí. Nó cũng giống như cái đường đi của xe buýt. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm với những cái ưu điểm và nhược điểm của cái cấu trúc bus. Ưu điểm của cấu trúc bus là nó sẽ tiết kiệm dây, đơn giản, dễ thực hiện và dễ lắp đặt. Tiếp theo là nó có cái tính độc lập, vì một trạm không làm việc sẽ không ảnh hưởng tới phần còn lại của mạng. Ví dụ như đây, khi mà một trạm này, một trạm ở trong cái này nó bị hỏng này, thì nó sẽ không, thì chúng ta chỉ việc tháo cái trạm này ra và lắp đặt, hoặc là chúng ta có thể mở rộng thêm các cái trạm, một cái trạm giống y hệt như cái trạm này, đúng không, ở phía bên này chẳng hạn, vì cái đường này nó sẽ dài ra thì nó sẽ không ảnh hưởng đến. Nhưng mà cái này nó có một nhược điểm, đấy là nếu mà cái đường trục chính của chúng ta duy trì cái tín hiệu không tốt ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Một cái khác về cái cấu trúc bus này chúng ta có thể thấy ở trong thực tế, đấy chính là đường điện, đúng không? Đường điện thì nó cũng theo dạng cái kiểu này, nhưng mà nó sẽ không truyền tín hiệu mà nó truyền điện.
chúng ta xét đến phần nhược điểm của nó thì như mình nói là nó có tính liên kết, thì cả hệ thống cái đường trục chính mà nó hỏng hay là nó bị ngắt thì toàn bộ hệ thống phải ngừng hoạt động. Và nhược điểm tiếp theo là nó sẽ khó khăn trong cái việc áp dụng công nghệ truyền tín hiệu mới như là cáp quang. Tiếp theo là trong khó khăn trong cái việc gán địa chỉ theo cái kiểu thủ công. Thì đấy là một số những cái mình muốn cho các bạn xem về cái cấu trúc BERT. Đây một bài khá là đơn giản. Thì đây các bạn chỉ cần nhớ cái một cái bảng này và một cái hình này là được.